Lầu đế Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 20 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha đang nghỉ hè không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, về ý nghĩa cử chỉ lột bỏ của Thánh Francisco Thành Assisi. Tiếp đến Xuân Khánh sẽ giới thiệu đến quý vị nhóm phụ nữ tự nguyện đồng hành với các bệnh nhân liệt kháng ở giai đoạn cuối đời tại nhà thương Amadeo di Savoia ở Torino, Bắc Italia. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về can đảm ra đi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức. Vatican Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Giacomo Morandi làm tân tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Chatvetri. Đức tân tổng giám mục Morandi kế nhiệm Đức tổng giám mục Luis Ladaria dòng tên được thăng làm tổng trưởng bộ này hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua sau khi Đức hồng Egerhard Müller mãn nhiệm 5 năm và không được gia hạn. Đức Tổng giám mục Giacomo Morandi, người Italia, năm nay 52 tuổi, đã đậu cử nhân kinh thánh và tiến sĩ thần học truyền giáo và làm giáo sư kinh thánh tại Học viện Cao đẳng về khoa học tôn giáo tại thành phố Modena, rồi dạy môn chú giải giáo phụ tại Học viện Thần học Đức Hồng y ở Roma. Cách đây hai năm, Ngài được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Vatican, sáng 18 tháng 7 vừa qua tại Vatican đã diễn ra phiên tòa đầu tiên xét xử hai bị cáo về tội biển thủ tiền nhà thương nhi đồng chúa hài đồng giê của tòa thánh. Đó là ông Giuseppe Profitti, 55 tuổi, cựu chủ tịch quỹ chúa hài đồng giê và cựu thủ quỹ là ông Massimo Spina, 57 tuổi. Họ bị cáo về tội biển thủ và sử dụng tiền của nhà thương một cách bất hợp pháp, mưu lợi cho nhà thầu Gian Antonio Bandera. Họ đã dùng tiền nhà thương để trả hơn 422.000 euro cho hãng này để trùng tu một bất động sản của Phủ Thống đốc Vatican để làm nhà ở cho Đức Hồng Y. Bertone, cựu quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Hồng Y. cũng là nạn nhân chứ không phải là bị cáo. Trong phiên tòa đầu tiên lúc 10 giờ sáng, trước sự hiện diện của đoàn thẩm phán gồm 3 người, đứng đầu là giáo sư luật sư Papanti Pelletier, cùng với hai luật sư biện hộ và ủy viên công tố. Sau khi cáo trạng được tuyên đọc, tòa án đã cứu xét và bác bỏ thỉnh cầu của phía biện hộ yêu cầu bãi bỏ vụ án này vì cho rằng tòa không có thẩm quyền xét xử. Ủy viên công tố cũng bác bỏ yêu cầu không có các ký giả hiện diện tại các phiên tòa. Tòa quyết định phiên xử thứ hai sẽ diễn ra vào những ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 9 tới đây và sẽ nghe các bị can cũng như các nhân chứng. Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Di dân Đức cha Joe Vasquez, thỉnh cầu chính phủ Mỹ nâng con số tối đa người tị nạn được nhận vào Mỹ lên 75.000 người. Theo mức được Tổng thống Mỹ ấn định hồi tháng 3 năm nay, con số tối đa người tị nạn được nhận vào trong năm 2017 là 50.000 người và mức tối đa này đã đạt được trong tuần lễ trước đây. Nhân danh Hội đồng Giám mục Mỹ, Đức Vasquez cũng là Giám mục Giáo phận Austin, Texas đã gửi thư hôm 15 tháng 7 vừa qua cho Tổng thống Mỹ để bày tỏ quan tâm về những hậu quả thảm hại vì sự giới hạn số người tị nạn và những ảnh hưởng tiêu cực trên những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất, như các trẻ không có người đi kèm, người già và người bệnh, cũng như những người thuộc tôn giáo thiểu số. Các giám mục Mỹ cũng nhận xét rằng con số tối đa 50.000 người tị nạn được nhận vào Mỹ không tương ứng với những nhu cầu thực sự của việc tiếp đón, xét vì trên thế giới có khoảng 22 triệu người tị nạn và đồng thời cũng không phản ánh lòng thương xót và khả năng của đất nước chúng ta. Chúng tôi xác tín rằng Hoa Kỳ có thiện chí, có khả năng đi hàng đầu và tài nguyên để giúp đỡ nhiều hơn những người dễ bị tổn thương nhất và đang tìm kiếm sự bảo vệ, về phần mình giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành và đón tiếp những người tị nạn đến mỹ và bảo đảm cho họ những dịch vụ cần thiết fatima một đại hội giới trẻ toàn quốc bồ đào nha nhân dịp kỷ niệm 100 năm đức mẹ hiện ra tại fatima sẽ được tổ chức tại đây trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tới đây đại hội có chủ đề là bí quyết hòa bình con đường nội tâm và dành cho những người trẻ từ 16 đến 35 với mục đích giúp họ khám phá trong sứ điệp của mẹ Maria, một đề nghị linh đạo cho giới trẻ thế kỷ 21. Đại hội được tổ chức với sự cộng tác của phân bộ toàn quốc Bồ Đào Nha về mục vụ giới trẻ, các chi hội ở giáo phận và các phong trào công giáo tại Bồ. Trong hai ngày đại hội diễn ra qua bốn giai đoạn, đó là chuẩn bị hòa bình, con tim hòa bình, an bình nội tâm và sống hòa bình chiều tối thứ Bảy mùng 9 tháng 9 sẽ có sự hiện diện của hai danh ca Antonio Zambuzo và Miguel Araujo trình bày những bài ca dùng những bút tích của chị Lucia. Trong đêm đó các bạn trẻ sẽ cảm nghiệm sự im lặng trong khi bước đi qua các chặng đường thánh giá ở khu vực gần đền thánh và trở lại vương cung thánh đường Chúa Ba Ngôi khi bình minh để tham dự buổi suy tư kết thúc sáng Chúa Nhật mùng 10 tháng 9, các bạn trẻ sẽ tụ tập để đọc Kinh Mân Côi và tham dự Thánh lễ, nghi thức chúc lành trong năm Thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra, và sau cùng là cuộc rước Đức Mẹ. Moscow, các vị lãnh đạo giáo hội chính thống Nga đề cao những khía cạnh tích cực mà các biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Âu Châu mang lại, Hồi cuối tháng 6 vừa qua, Liên Hiệp Âu Châu đã kéo dài các biện pháp cấm vận chống Nga cho đến cuối tháng riêng năm tới 2018 vì Nga không đạt được những tiến bộ đủ cho tiến trình hòa bình tại Ukraine. Các biện pháp này đã có từ đầu cuộc khủng hoảng tại Ukraine hồi năm 2014 và đánh vào các lĩnh vực ngân hàng, xuất và nhập khẩu võ khí từ Nga, cũng như công nghệ dầu khí của nước này. Phản ứng lại, Tổng thống Putin đã cấm nhập khẩu nông sản từ Liên hiệp Âu Châu, Mỹ và các nước Tây phương khác và sẽ kéo dài cho đến cuối năm tới. Tuyên bố trên đài truyền hình Nga và được hãng tin Interfax truyền đi hôm 17 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa thượng phụ chính thống Moscow nói rằng, tốt hơn chúng ta hãy sản xuất trái cây và rau cỏ cho mình nếu chúng ta chưa học được những bài học từ các biện pháp cấm vận thì nay là cơ may lớn để thực hiện để tự sản xuất thực phẩm tươi và ngon lành ngoài ra lợi điểm lớn của các thực phẩm nội địa là không bị những sản phẩm hư hỏng như khi đưa từ các nước xa xăm tới nga cả Đức Thượng Phụ Kirin cũng nhìn những khía cạnh tích cực từ việc hạn chế mộ dịch và hồi năm 2015 đã nói rằng, giả sử không có những cuộc cấm vận này thì chúng ta cũng phải tạo ra chúng. Khạc Tùm, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ các vị lãnh đạo công giáo tại Sudan xây cất trường học và nhà thờ. Thông cáo ngày 18 tháng 7 cho biết, cha Danilie thừa sai người Italia tại Sudan kể rằng, Trường học là một trong những cột trụ quan trọng nhất của giáo hội ở Sudan. Nhiều trẻ em đi lang thang ngoài đường cả ngày nếu các em không được cắp sách đến trường. Cha mẹ không lo cho các em, phần lớn các em không được quan tâm săn sóc và không được hưởng sự dịu dàng của cha mẹ. Thậm chí nhiều em không biết cha các em là ai. Cha Danilie thuộc con đường Tân Dự Tòng và nhập tịch vào Tổng Giáo Phận Khak Tum, thủ đô Sudan. Cha có nhiệm vụ đặc biệt chăm sóc các trẻ em trường học của giáo sứ là dụng cụ quan trọng nhất cha nói chúng tôi muốn chứng tỏ cho các em thấy rằng các em được tôn trọng có giá trị và được thiên chúa yêu thương chúng tôi lắng nghe và tôn trọng từng em một vì hoàn cảnh các em thường rất khó khăn gia đình các em đông con và nghèo nên chúng tôi đặt hy vọng nhiều nơi các trường học không có giáo dục thì các em không có cơ may được một cuộc sống tốt đẹp hơn các trường công giáo cũng đón nhận nhiều học sinh hồi giáo, vốn chiếm đa số dân tại Sudan. Do sự gia tăng dân số và việc tản cư về các thành thị, các trường nhà nước thường quá đông học sinh nên họ vui mừng vì thấy các trường của giáo hội cũng hoạt động hỗ trợ công cuộc giáo dục các trẻ em. Nguyên tại thủ đô Khartoum có 20 trường công lập được các học sinh Kitô và hồi giáo theo học. Jakarta, Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 7 sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 9 tháng 8 tới đây tại Indonesia với sự tham dự của hơn 3.000 bạn trẻ đến từ 29 nước Á Châu. Chủ đề đại hội là Giới Trẻ Á Châu Mừng Lễ, Sống Tin Mừng tại Á Châu Đa Văn Hóa, đây cũng là đề tài đặc biệt phù hợp với chương trình mục vụ của Tổng giáo phận Semarang là giáo phận tiếp đón và cụ thể là tại thành phố Yogyakarta. Ba ngày đầu, từ 30 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, các bạn trẻ sẽ viếng thăm và sinh hoạt và học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm tại các giáo phận khác nhau ở Indonesia. 5 ngày kế tiếp, từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 8, các bạn trẻ sẽ tập trung lại để sinh hoạt chung, suy tư, cầu nguyện, dự lễ vân vân. Sau cùng, từ mùng 6 đến mùng 9 tháng 8 là đại hội các huynh trưởng giới trẻ công giáo với sự tham dự của các giám mục, linh mục và những người làm việc mục vụ giới trẻ. Đức cha Robertus Rubiat Moko, tổng giám mục giáo phận Semarang, tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng Chúng tôi cầu mong giới trẻ công giáo tại địa phương và tất cả các nước Á Châu biết đánh giá cao và can đảm sống trong xã hội đa văn hóa và hiện diện trong những bối cảnh ấy để mang ánh sáng Chúa Kitô để Chúa thực sự sống trong thực tại đa nguyên. Theo Đức Tổng Giám Mục, Điều quan trọng là các bạn trẻ công giáo phát triển sự cộng tác tốt đẹp với những người khác và họp thành một mạng, duy trì liên lạc với nhau và cởi mở đối với các bạn trẻ thuộc các tôn giáo khác. Đại hội các bạn trẻ Á Châu được tổ chức 3 năm một lần. Đại hội thứ sáu trước đây đã diễn ra tại Giáo phận Đại Điền ở Nam Hàn hồi tháng 8 năm 2014 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phan Xico quý vị đang theo dõi chương trình việt ngữ đài vatican tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn đức hồng y pietro parolin quốc vụ khanh tòa thánh về ý nghĩa cử chỉ lột bỏ của thánh francisco thành assisi Kính thưa quý vị thính giả, có đến viếng thăm thành phố Assisi cách Roma 150 cây số về phía đông bắc, du khách có thể xem quảng trường nhỏ trước nhà thờ chính tòa nơi mà cách đây hơn 800 năm Thánh Francisco đã bị ông bố là Pietro Bernardone đem ra từ trước mặt đức giám mục và dân chúng thành phố thánh francisco đã cởi bỏ hết quần áo và đem trả lại cho thân phụ và ở trần truồng trước mặt mọi người đức cha guido giám mục assisi lấy áo choàng che cho thánh nhân cự chỉ lột bỏ hoàn toàn mọi sự đó để theo chúa phục vụ người nghèo của thánh nhân có một ý nghĩa rất lớn và rất sâu xa nó là một cử chỉ cách mạng như Đức Hồng y Parolin Quốc vụ khanh tòa thánh định nghĩa trong bài phỏng vấn dành cho Nguyệt San Thánh Francisco số ra ngày 16 tháng 7 vừa qua. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng y Pietro Parolin Quốc vụ khanh tòa thánh về ý nghĩa cử chỉ lột bỏ này của thánh nhân trong tương quan với các tư tưởng và hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco. Thưa Đức Hồng Y, tại sao Đức Hồng Y định nghĩa là cách mạng, sự lựa chọn của Thánh Phan Cô khước từ gia tài của cải của cha và khước từ gia đình để tín thác nơi Chúa Cha trên trời như chính Ngài loan báo trước hết cho ông Pietro Bernardone là người đã không hiểu và tất cả những người đứng nhìn Thánh Nhân tại quảng trường của Tòa Giám Mục ạ? À? Đây là một lựa chọn cách mạng bởi vì thanh niên Phan Cô với cử chỉ này thánh nhân đã bẻ gãy vĩnh viễn các tương quan với cuộc sống của mình cho tới lúc đó giữa chơi bời giải trí và cả việc phiêu lưu quân sự bị thất bại và bị bắt làm tù binh nữa để phục vụ giáo hội trong sự tự do hoàn toàn không bị áp lực nào với ý thức hoàn toàn rằng không có các mối dây ràng buộc với quá khứ cả khi và nhất là liên quan tới của cải giàu sang của gia đình thánh nhân có thể đáp trả lại ơn gọi một cách tràn đầy vĩnh viễn và hoàn toàn như một người con đích thực của giáo hội. Nhưng mà thưa Đức Hồng Y, Thánh Phan Cô đã không phải là người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng từ bỏ của cải gia đình để phục vụ giáo hội của Chúa Kitô. Tuy nhiên, cử chỉ của thánh nhân tiếp tục gây tiếng vang và lay động lương tâm của con người và đức thánh cha Francisco đưa thánh nhân ra làm gương khi đề cập tới các vấn đề liên quan tới thế giới lao động và doanh thương như ngài đã làm tại Genova khi tới thăm các hãng xưởng kỹ nghệ Inva có đúng thế không ạ? À? Khi thiên chúa cha kêu gọi thì trí khôn con người không thể giải thích hết được cả những cử chỉ có thể kèm theo ơn gọi đó như việc công khai lột bỏ của Thánh Phan Cô, cả khi chính Thánh Nhân đã là người giải thích các lý do sự lựa chọn của Ngài trước dân chúng thành Assisi cho thân phụ và các đức giám mục biết. Thánh Nhân muốn thoát khỏi tất cả những gì đã có từ gia đình để là một con người mới và bắt đầu phục vụ Chúa Kitô mà không bị một ràng buộc nào. Trong phúc âm đã lại chẳng biết rằng Chúa Kitô nói với người thanh niên giàu có, hãy ra đi bán hết của cải mình và phân phát cho người nghèo, rồi đến đây theo ta sao? Anh thanh niên nhà giàu ấy đã không hiểu, như biết bao nhiêu người khác sau anh đã không hiểu. Nhưng Phan Cô thì rất hiểu điều đó, và thánh nhân không ngần ngại lột bỏ mình khỏi mọi của cải vật chất để phục vụ người nghèo một cách hoàn toàn và tràn đầy. Và để phục vụ hòa bình nhân danh Chúa Giêsu, một sự lựa chọn chắc chắn là cách mạng, còn lay động và còn gọi hỏi chúng ta ngày nay. Ngày nay, Đức Thánh Cha Francisco khi đề cập tới lao động như là ưu tiên của con người và như ngài đã nhắc lại khi viếng thăm khu kỹ nghệ Inba tại Genova, khi Đức Thánh Cha nhắc nhớ một cách ngôn sứ rằng lao động là quyền đầu tiên của con người, rằng người lao động không phải là những con số và giới doanh thương cũng là các công nhân không được biến thành những kẻ đầu cơ tích chữ. Đức Hồng Y cũng định nghĩa sự lựa chọn việc lột bỏ của Thánh Phan Cô là thê thảm. Tại sao lại thê thảm thưa Đức Hồng Y? Vì nó đã là một thay đổi triệt để, qua đó Thánh Phan Cô bẻ gãy mọi mối dây liên hệ trước đó. Không thể tránh được là nó đã gây ra khổ đau và không hiểu cho những người thân của thánh nhân bắt đầu từ thân phụ và thân mẫu. Thảm cảnh là ở chính sự bẻ gãy các tình thương gia đình, nhưng cả tương quan bạn bè giữa những người ngay lúc đó đã không hiểu tầm quan trọng sự thay đổi của thánh nhân và tin rằng Ngài là một người ảo tưởng. Đức cha Guido giám mục Assisi đã lập tức lấy áo choàng che cho thánh nhân. Cả cử chỉ này nữa cũng có ý nghĩa sâu xa mà dọc dài các thế kỷ, các thần học gia và các nhà nghiên cứu của phong trào Francisco đã tự hỏi nó đã được diễn tả một cách kỳ diệu bởi họa sĩ Giotto bất tử. Qua một trong các bức bích họa nổi tiếng nhất trong vương cung thánh đường bên trên ở Assisi, chắc chắn là thánh Francisco được che phủ bởi chiếc áo choàng của đức giám mục đã được tiếp đón và che chở ngay lập tức. Đây là một cử chỉ tự nhiên mà chắc chắn đức cha Guido đã được thúc đẩy làm lúc ban đầu bởi ý muốn che thân mình trần chuồng của người trẻ khỏi con mắt của dân chúng tụ tập nhau tại quảng trường để chứng kiến vụ xử do ông Pietro Bernardone đưa ra chống lại người con trai của mình. Nhưng không thể không trông thấy trong cử chỉ ấy một động thái tiếp đón và che chở từ phía một bà mẹ che chở con mình. Trong trường hợp này là giáo hội tiếp nhận và che chở Francisco. Tuy nhiên, cái áo choàng đó của Đức Giám Mục giờ đây được trưng bày trong đền thánh của sự lột bỏ đã được thêu thùa bằng các loại vải có phẩm chất cao mà chỉ có những người giàu mới có thể có được. Một vật dụng của sự giàu sang mà chính thánh Phan Cô đã từ bỏ để tận hiến mình cho người nghèo. Lại không có sự mâu thuẫn trong tất cả những điều này hay sao, thưa Đức Hồng Y? Như tôi đã nói trước, thật khó mà yêu sách muốn hiểu tất cả các khía cạnh kèm theo một ơn gọi, cả việc dùng một vật dụng sang trọng như chiếc áo choàng của đức giám mục để che một thanh niên trần truồng trước dân chúng. Trong cử chỉ tự nhiên che chở và tiếp đón của đức giám mục, đối với Francisco, phẩm chất của vải đã khiến cho chiếc áo choàng trở thành quý giá, lui vào hàng thứ yếu. Còn hơn thế nữa, tôi chỉ trông thấy một chuyển động phục vụ người trong lúc đó cần được che chở, tiếp đón và binh vực. Ở đây là một người trẻ trần chuồng đã quay lưng lại với gia đình giàu sang của mình. Và trong các trường hợp này, tất cả đều cần thiết. Cả việc dùng một chiếc áo choàng sang trọng của Đức Giám Mục choàng lên vai của một người đáng thương. Nhưng đó là một cử chỉ, theo tôi, còn có các ý nghĩa cao cả hơn nữa, không liên quan gì tới phẩm chất thương mại của chiếc áo choàng đó. Nó là dấu hiệu có thể sờ mó được của một giáo hội cúi xuống tiếp đón và ôm lấy tiếng nói của những người nghèo, của những người rốt hết và của tình huynh đệ giữa tất cả mọi dân tộc. Giáo hội mà công đồng Trung Vatican II sẽ hệ thống hóa sau 8 thế kỷ lựa chọn người nghèo như không phải vô tình mà Đức Thánh Cha Francisco khích lệ ngày này sang ngày khác với các lời nói, các lời kêu gọi, nhưng cả với các công việc cụ thể nữa chỉ cần nghĩ tới các phục vụ mà đức thánh cha đã đề ra để giúp những người cần được trợ giúp lang thang chung quanh các vương cung thánh đường của vatican và các lời kêu gọi các người có quyền bính trên thế giới để triệt hạ các bức tường và mở ra các cánh cửa cho người trốn chạy chiến tranh bệnh tật áp bức nghèo túng thì đủ biết đó là các lựa chọn triệt để của ngày nay cũng đâm rễ sâu trong việc công khai lột bỏ cách mạng và thê thảm của Thánh Phan Cô. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y? Có biết bao nhiêu gốc rễ nối liền các lựa chọn ngày nay được làm theo dấu vết các khích lệ của Đức Thánh Cha Phan -cô và các vị tiền nhiệm của Ngài, nối liền với các lựa chọn mà Thánh Phan Cô thành ACG đã làm. Chỉ cần thực thi một phần sứ điệp của Thánh Phan Cô để giải quyết được biết bao nhiêu vấn đề bùa vây biết bao dân tộc trên thế giới ngày nay. Tôi không muốn xem ra là một người thơ ngây, nhưng với nền hòa bình, ta loại bỏ chiến tranh và tất cả những gì là hậu quả của nó. Từ việc tiết kiệm mạng sống của những người vô tội cho tới việc cấm buôn bán vũ khí và mìn. Với việc binh vực thụ tạo, môi sinh sẽ tiếp đón và lành mạnh hơn nhưng còn hơn thế nữa với việc sử dụng các dầu có dư thừa ở trong tay một số ít người cho các tầng lớp yếu đuối và nghèo túng nhất trong xã hội con quái vật của nạn đói và thiếu dinh dưỡng chắc chắn sẽ bị đánh bại chính thánh Francisco với cử chỉ lột bỏ nhắc nhớ cho chúng ta biết điều đó mỗi ngày khi nói với con người ngày nay vượt qua quốc tịch màu sắc chính trị lựa chọn tôn giáo chỉ cần lắng nghe thánh nhân với nhiều chú ý hơn, như Đức Thánh Cha Phan Cô dạy dỗ chúng ta một cách không biết mệt mỏi khi Ngài đề cập tới các người thiện trí, các tín hữu, những người không tin, những người có niềm tin khác nhau, các người trẻ, giới doanh nhân, các công nhân và những người thất nghiệp, và cả với những người đã mất tự do như các tù nhân nữa. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại gương một nhóm phụ nữ tự nguyện đồng hành với các bệnh nhân liệt kháng ở giai đoạn cuối đời tại nhà thương Amedeo di Savoia ở Torino, Bắc Italia. Torino là một thành phố kỹ nghệ miền Bắc Italia. Quanh năm phủ sương mù hay khói thải hồi từ các cơ xưởng kỹ nghệ vây chung quanh vòng đai lãnh thổ. Người dân thành phố này quen cảnh sáng sớm bắt đầu cuộc chạy đua với đồng hồ. Tranh thủ thời gian, không còn giờ giấc nào để nghĩ đến các quan hệ liên bản thể. Thế mà giữa thành phố mang màu xám ảm đạm đó, có một cộng đoàn các thiên thần áo trắng lộng lẫy chớp sáng trong đêm. Họ gồm 10 phụ nữ tuổi từ 35 đến 83, sống rải rác trong những khu phố vô danh của thành phố này, lẫn lộn trong bao nhiêu khuôn mặt thờ ơ lãnh đạm, nhưng được nối kết bởi một mối dây tình yêu thiêng liêng và trở thành con cờ chốt yếu của chương trình tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Cuộc phiêu lưu của Cộng đoàn 10 Nữ Thiên Thần Tự Nguyện nói trên khởi đầu với Lucia. Ngày ấy, Lucia là một phụ nữ trẻ bình thường như bao nhiêu người khác, với một gia đình đầm ấm hạnh phúc, chồng yêu con ngoan. Ngày ngày Lucia dành một vài giờ đồng hồ để làm việc thiện nguyện. Chỉ thế thôi. Nhưng rồi tình cờ một hôm, Lucia quen biết với Paolo, một thanh niên trẻ vừa ly dị vợ, có đứa con gái 5 tuổi. Paolo bị bệnh liệt kháng, cũng như người vợ cũ Mùa hè năm đó, Paolo được đưa vào điều trị tại bệnh viện Amedeo di Savoia và Lucia ghé vào thăm. nhờ đó Lucia chạm thẳng với thực trạng buồn thương của bao nhiêu người trẻ bị bệnh liệt kháng, bị đời ruồng rẫy bỏ rơi và cô lập ngay cả trong khu bệnh xá này. Bị xúc động nặng nề, Lucia đã nói chuyện với một số bạn gái cùng nhau xin phép ban giám đốc nhà thương được lần lượt viếng thăm người bệnh liệt kháng hàng ngày từ 11 đến 14 giờ. Thế là cộng đoàn các phụ nữ thiện nguyện tình yêu ra đời từ đó với Lucia, Laura, Silvana, Marisa, Maria Viola, Celestina, Anna Maria, Carla và Gabriela. Lucia kể lại hoàn cảnh của Eliana, một thiếu nữ qua đời khi 26 tuổi. Với bẩm tính phản kháng nổi loạn, eliana không chấp nhận căn bệnh liệt kháng đang tàn phá sức khỏe và cơ thể khiến nàng xa vào hố sâu tuyệt vọng trở nên hận đời hận người lucia nhiều lần tránh không vào phòng bệnh của eliana để khỏi phải nghe những lời mỉa mai khích bác cay đắng nhưng một hôm lucia thu hết can đảm và khẩn nài xin chúa cùng đi với mình vào thăm eliana can đảm thinh lặng ngồi bên cạnh giường bệnh chia sẻ từng tiếng rên rỉ đau đớn nhịp cầu thông cảm được bắt lên từ đó và bồi đắp vững chắc với những giây phút tâm sự về sau vào lễ giáng sinh lucia tặng eliana một tượng chúa hài đồng xinh xắn eliana trầm ngâm ngắm tượng chúa rồi thốt lên em đang mang trên mình thập giá của chúa lucia hiểu ngay rằng cô gái đi hoang ngày xưa nay đã trở về nhà che Lần cuối cùng gặp Eliana, gương mặt gầy gò tái xanh như được tỏa một ánh sáng rực rỡ siêu nhiên. Eliana vô cùng hạnh phúc vì được có mẹ và em gái yêu dấu ở bên cạnh khi lìa đời. Còn Marisa là một phụ nữ khác trong nhóm thiện nguyện tình yêu này. Bà có 7 người con và 13 đứa cháu. Khi 50 tuổi, Marisa đã ghi danh học phân khoa thần học và rồi dạy môn tôn giáo trong các trường học bà thú nhận là không bao giờ có đủ lời cảm tạ thiên chúa đã gọi bà đến đồng hành với các bệnh nhân liệt kháng cuối đời ở bệnh viện này bà nhớ từng khuôn mặt đã qua đi và từng thảm kịch cuộc đời như Tatiana cô gái bán thân bị mẹ chích ma túy để đưa vào con đường mại dâm Oscar, người sinh viên lây bệnh trong một chuyến du hành ngoại quốc, hay một người thanh niên Pháp cô đơn trọn vẹn, không được ai thăm hỏi. Một hôm bà Marisa năn nỉ người thanh niên Pháp ăn thêm một chút nữa. Anh ta trả lời là không nuốt nổi đồ ăn, nhưng rất thèm một miếng pizza. Marisa liền chạy ra khỏi nhà thương mặc dù trời đang mưa lớn. Bà tìm mua cho được một miếng bánh pizza lớn và đem về cho người bệnh chỉ trong nháy mắt người thanh niên này đã ngốn hết miếng bánh cách hả hê làm bà ngạc nhiên ngày hôm sau anh ta qua đời đó là món quà duy nhất và cuối cùng mà người thanh niên pháp này đã nhận được nhưng động lực chính hoạt động trong nhóm là thiên chúa bà lucia nói ngay từ khi quyết định đồng hành với người bệnh Toàn nhóm chúng tôi cũng đồng ý họp nhau ít nhất một lần mỗi tháng để cầu nguyện và suy tư chung dưới sự hướng dẫn của một nữ tu. Nếu không có ánh sáng và sức mạnh xóa xuất từ những buổi cầu nguyện chung này, có lẽ chúng tôi sẽ không đủ can đảm để tiếp tục con đường phục vụ khó khăn trên đây. Nếu không có tình yêu Thiên Chúa và lời cầu nguyện hỗ trợ, chúng tôi sẽ không thể thành công trong việc tìm ra một nguồn hy vọng vượt quá tầm hiểu biết con người để cống hiến cho những người không còn hy vọng nào. Chính Thiên Chúa hoạt động qua chúng tôi và chứng tá cuộc đời chúng tôi chỉ muốn là một cách thức để loan báo tin mừng cho những người bị xã hội ngày nay ruồng bỏ, để mang Thiên Chúa nhân lành đến tuôn đổ tình thương trên cả những con người bất hạnh nhất. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách tuần này nói về can đảm ra đi. Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay ngài kể tiếp về chủ đề ra đi trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Cha Benoit lên núi Phước Sơn Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình Thì con chưa bỏ gì cả Vì chính mình con sẽ dần dần Quơ góp lại những gì con đã bỏ trước Dù có ra khỏi nhà Đi phương xa vạn dặm Mà cứ mang theo tất cả tật xấu Cả con người cũ Thì có khác gì ở nhà đâu Các thánh là những người điên vì Chúa Khôn ngoan thế gian quá Thì không làm thánh được Ra đi là một sự lột xác Hy sinh cả nếp sống cũ ngày lễ Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8 năm 1918, cha Noi cùng với một số anh em linh mục mở một bữa tiệc gia đình cuối cùng có đầy đủ thịt, cá, rượu. Sau bữa đó, ngài từ biệt nếp sống cũ và ra đi cùng với một người bạn tiến thẳng lên núi Phước Sơn, Quảng Trị, khai phá một đám rừng đang có cọp ăn mồi ở trong. Đêm ấy, hai người che lều ngủ tạm và sáng mai bắt đầu một nếp sống mới, không ăn thịt, không uống rượu, không hút thuốc chỉ biết hy sinh hãm mình cầu nguyện và say lúa giã gạo tự lực cánh sinh ngài đã thu hút nhiều kẻ đến sống cầu nguyện và hy sinh như ngài Mười nhà truyền giáo đi vào tử địa. Mất để được, chết để sống, từ để gặp, ba đạo sĩ liều nguy hiểm, chịu sự chế nhạo. Francisco liều sát cha mẹ, liều mất của cải và thú vui. Goretti liều mạng sống. Giàu hay nghèo, chê hay khen, sang hay hèn, không sao cả. Bất chấp tiến lên trên đường hy vọng hồng phúc và đợi ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta. Đi, đi, đi mãi, đi quyết liệt, đi không nhượng bộ, cũng như không ai đi với người đi lui. Cách đây khoảng 100 năm, hội chuyển giáo Lyon bên Pháp sai một lớp đầu tiên gồm 10 linh mục đi sang Dohome, Phi Châu để truyền giáo. 4 năm sau, cả 10 vị đều bị giết chết. Thế nhưng, dù rừng sâu lớp độc, dù dân chúng đang lạc hậu, có nhiều ác cảm, hàng hàng lớp lớp các nhà truyền giáo khác vẫn hăng hái ra đi. Người này ngã xuống, kẻ khác đứng lên đến nay sau một thế kỷ những giọt máu và mồ hôi đã sinh hoa kết quả giáo hội dohome đang vươn mình lớn mạnh lại hân hạnh có vị hồng y tiến khởi là đức hồng y bernard gantin quyết không giả vờ. Chúa đã nói ta là sự thật. Không phải báo chí là sự thật, không phải đài phát thanh là sự thật, không phải tivi là sự thật. Con theo loại sự thật nào? Ba phải. Đi đường nào được? Ba chúa, ba hội thánh, ba luân lý, ba lương tâm. Nhượng bộ tiền của chức tước, nhượng bộ mạng sống để giữ lấy lý tưởng, danh dự, đức tin, con có thể chấp nhận. Nhưng không bao giờ con chấp nhận đổi ngược lại nếu đổi ngược lại thì lộ lạ quá. Thánh Mikae Hồ Đình Hy, quê ở Nhu Lâm Thừa Thiên, là một giáo dân đạo đức bác ái, một vị quan thanh liêm chính trực, được thăng đến hàng tam phẩm. Ông trông coi mọi việc trong đền vua. Cuối năm 1856, một số vị quan triều đình bị ngài ngăn chặn trong những việc làm bất chính và họ đã tố cáo ngài với vua tự đức. Ngài đã bị bắt với một lý do duy nhất, theo đạo gia tô trái lệnh triều đình trong trốn ngục tù, ngài bị hành hạ cho tấn quá sức, khiến nhiều vị quan đồng nghiệp vốn đã quý mến đức độ của ngài phải ngăn cảm thương khuyên ngài giả vờ chối đạo để được tha, rồi sau đó lại tiếp tục sống đạo. Nhưng quan Hồ Đỉnh Hy cương quyết không giả vờ, và ngày 22 tháng 5 năm 1857, ngài đã đổ máu đào chết vì đạo chúa tại An Hòa, Huế. nhìn lên thanh giá chúa đang giang tay lặng im từ từ trên thanh giá chúa có nghe con nài van vì vì sao chúa hỡi cứ như như vô tình không nghe lòng con sắt xây ôm nỗi đâu riêng ngài ơi vì sao chúa ơi ngài đành mặc bỏ con vậy sao đời con lao đâu bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ vì sao chúa nơi nhận bao hy sinh đau thương như chúa trên thập hình sống cùng ta lặng để ta thấy chúa đau đớn hơn ta khổ đau lặng để ta thấy chúa sớt chia bao vui buồn không tên ngài luôn ở bên còn có con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ vì sao chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh nhận bao hy sinh đau thương như chúa trên thập hình nhận bao hy sinh Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Giacomo Morandi làm tân tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Chetveteri. Jakarta, Đại hội giới trẻ công giáo Á Châu kỳ 7 sẽ tiến hành tại Indonesia từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 9 tháng 8 tới đây với sự tham dự của hơn 3.000 bạn trẻ đến từ 29 nước Á Châu. Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về di dân Đức cha Joe Vasquez thỉnh cầu chính phủ Mỹ nâng con số tối đa người tị nạn được nhận vào Mỹ lên 75.000 người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kg, tức là 31m25 và 11.900 kg, tức là 25m21 ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kg, tức là 31 m 38 và 11.945 kg, tức là 25 m 21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.